Dạ Vương Mai, chiếc chị Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em có một cái lô bính rất là đẹp luôn cả nhà. Cái mai quấn rễ bính này á, chẳng những đẹp rễ mà còn đẹp cây đó nha. Thì cây nó cũng có tàn, có nhánh như thế này nè cả nhà nhìn ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thì hôm trước em có cái lô bính á, thì cây nó nhỏ hơn, bịch nó nhỏ hơn cả nhà. Thì hôm nay cái bịch nó lớn hơn nè. Bịch này như bịch 12, 13 gì á. Đó, cả nhà nhìn nè ha. Cái bính nè, rất là đẹp luôn. Thì nó từ 2, 4, 6, 5 nữa nha cả nhà. 5 nữa. Đó, đây ha. Nè. Đó, cả nhà nhìn nè. Đó, cái này là cái bính nha. Bính nha cả nhà. Cây thì vừa đẹp rễ và vừa đẹp cành nữa. Cây cành nhánh nó rất là nhiều ha. Lô này phải nói là rất là tuyệt vời luôn ha. Đây, cả nhà nhìn nha. Đây. Mình sẽ dỡ cho cả nhà mình cùng xem. Và cây nó rất là cứng cáp nha. Cây rất là cứng cả nhà. Thì khi gửi em sẽ moi từng cây em kiểm tra cho chúng ta luôn ha. Chứ không phải là bán giống như cái hàng kia lộn xộn nha. Ví dụ cái này thì chúng ta em sẽ kiểm luôn, em sẽ kiểm tra luôn, moi và kiểm tra cho chúng ta từng cây để gửi ha. Đó, cái bính này thì nó lớn hơn cái bính trước. Bính trước thì giá là 20.000 ha. À, bính này thì là giá là 22.000 nha cả nhà. Đó thì 25 cây bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển, và loại này thì bên em sẽ kiểm tra từng cây và đóng thùng xốp cho chúng ta ha. 22.000 một cây nha. Nếu 25 cây thì em bao ship nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây sẽ là cái hàng hồ lô nha. Hồ lô nha cả nhà. Này gọi là hồ lô bính, hồ lô bí. Đó, lúc này nó sẽ có một cái cục u bên đây ha. Rồi cái phần ở dưới này nó quấn rễ nè cả nhà nhìn thấy ha. Thì khi lớn lên á nhìn nó mới ra kỹ cái hồ lô cả nhà. Chứ giờ thì mình nhìn nó cũng chưa có ra lắm. Ở đây nó chỉ có cái núm ở trên thôi ha. Cái núm ở trên này nè, quấn cái núm nó giống như hai tầng vậy, giống như nè. Nè. Đó ha, ở dòng dưới này nó giống như trái bí vậy nó cỡ theo nó núm con núm ở trên nữa thành ra giống như hồ lô. Cái này lớn á cả nhà, nhìn ra rất là kỹ luôn ha. Đó. Nè, nó quấn tròn vo ở dưới luôn nè, y như cái hồ lô nha. Đó. Rồi, cái này thì giá 20 nha cả nhà, 20. Rồi, hàng bí. Đây, bí thì lô bí này bịch to nha. Đó, 2 4 5 mắt trở lên hết. Cái này cũng kiểm tra cho chúng ta luôn, kiểm tra từng tái để giao luôn ha. Cái này là 20.000 một cái nha. 20.000 một cái nha cả nhà. Để em kiểm ha. 5 mắt trở lên em mới lấy cho chúng ta nha. 5 mắt hay đó nha. Đó ha. Đây là bí là phải 5 mắt trở lên em mới giao. Đó, đây. Ha. Giá là 20.000 nha cả nhà. 20.000 một cây nha. Đó, đây thì cũng 25 cây bao ship luôn. Ôi cả nhà nhìn nè, rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Cũng 25 cây bao ship luôn ha. 25 cây bao ship luôn. À, nếu chúng ta lấy 3-4 loại thì nó gộp chung thành 25 cây, bên em cũng bao ship nha. Lô này thì vừa đẹp cây và vừa đẹp nha, rễ luôn nha cả nhà. Đó ha, giá là cái này 20 nè. Rồi hồ lô 20, bính thì 22. Rồi, còn cái hàng đơn giản, hàng thường, hàng lộn xộn này. Lô này cũng phải nói là tuyệt vời luôn. Cành nhánh nè, con này cả nhà nhìn ha. Rễ thì cũng có bí ba nè. Rồi có rễ quái, rễ thú, ô rễ tùm lum hết trơn cả nhà. Lô này là lô lộn xộn nha. Giá là 7.000 một cây ha, 7.000 một cây nha cả nhà. Đó, đây cũng có bí nè, bí nè thường thì ba mắt ha, rồi rễ quái như thế này đó ha. Đó thì cái này cái thân thân cũng rất là thấp và chiều cao nó 50-70 luôn, giá là 7.000 nha cả nhà. 7.000 loại này em ship từ 50 cây và không có bao phí vận chuyển nha, em nói rất là kỹ ha. Ở lô này thì cây cành nhánh rất là dữ luôn nè, có 7.000 thôi cả nhà. Rồi ai thích loại nào alo cho Vườn Mai Chín Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.